Xin chào quý vị và các bạn. Video này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết đi kèm với một số lưu ý cần thiết khi sử dụng máy giặt cửa ngang Electrolux. Cụ thể, tôi sẽ thực hành trên máy giặt 10kg dòng Ultimate Care 500. Đầu tiên, ngoài việc cắm điện, mở khóa nước thì tôi không nói. Các bạn sẽ mở cửa máy giặt và cho quần áo vào. Nên nhớ, khi cho quần áo, các bạn hãy rũ tơi quần áo ra để cho nó đều vào trong lồng. Bởi vì nếu các bạn cứ để vón cục như thế này thì đồ nó sẽ bị vón vào một góc, và khi vận động thì cái lồng máy giặt nó có thể vắt giặt tốc độ rất là cao, như thế nó sẽ tăng độ rung lắc và độ ồn. Và quần áo để đảm bảo độ mới và màu sắc thì các bạn nên nộp từ trong ra ngoài. Trong trường hợp có những đồ siêu nhỏ, rất nhỏ như là bít tất, găng tay, hoặc những đồ siêu nhỏ, thậm chí trong một số đồ nó còn có những cái thanh kim loại ở bên trong, thì các bạn nhớ sử dụng cái túi giặt để riêng những đồ nhỏ vào đấy để nó an toàn và nó không bị thất lạc trong quá trình giặt cũng như tìm kiếm. Bạn hãy lưu ý cẩn thận, đừng để vải nó bị trườm ra như thế này, mà để nó gọn. Bạn hãy chắc chắn rằng mọi thứ đều để được trong lồng một cách an toàn và đóng cửa máy. Tùy thuộc vào khối lượng và độ bẩn của quần áo mà bạn chọn một cái mức xà phòng và cơ chế giặt hợp lý. Ở đây ngăn xà phòng các bạn để ý này. Ngăn máng xà phòng của Electrolux gồm 3 khoang. Một khoang 1 la mã có chữ pre-wash, một khoang 2 la mã wash giặt chính và một khoang để nước xả vải comfort. Thông thường bạn chỉ cho xà phòng vào ngăn chính. Trong trường hợp bạn giặt rất nhiều đồ cũng như đồ khá bẩn thì bạn mới cho thêm một ít xà phòng vào đây và khởi động cái chương trình giặt sơ, tức là nó sẽ giặt sơ qua trước cho nó đỡ bẩn, sau đó nó đi vào giặt chính, rồi trải qua hai chu kỳ rũ xả và một lần cuối là vắt. Trong tất cả những lưu ý về sử dụng máy giặt thì điều quan trọng nhất là bạn cần phân chia loại vải theo màu sắc, tránh trường hợp để màu sáng và màu tối lẫn với nhau. Còn tùy thuộc vào độ bền của lớp nhuộm vải thì nó có thể ảnh hưởng đến những cái quần áo tươi sáng. Sau khi bạn đã cho xà phòng vào đóng khoang lại thì bắt đầu bạn chọn chương trình giặt. Thông thường một máy giặt của Electrolux nó sẽ có khoảng, như máy này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 chương trình giặt. Công suất giặt 10kg có nghĩa là chế độ giặt cốt tông, chế độ rũ xả thì các bạn chọn được tối đa 10kg. Bạn cứ hình dung một chiếc áo sơ mi nặng khoảng 150-200g. Còn một chiếc quần bò nặng khoảng 450-500g. Còn những cái chương trình giặt hỗn hợp hay đồ mỏng thì cái khối lượng giặt họ sẽ giới hạn ít hơn. Ví dụ giặt hỗn hợp thì bạn sẽ chỉ giặt được tối đa được 5 cân. Giặt chăn hoặc đồ giường ngủ thì giặt được 3kg. Còn đồ len thì các bạn giặt được khoảng 1.5-2kg. Nhà sản xuất họ đã khuyến cáo trong trường hợp giặt đồ cốt tông hoặc đồ hỗn hợp, các bạn có thể để tối đa khoảng 3/4 thể tích lồng giặt. Còn trong trường hợp giặt chăn chỉ lên để tối đa khoảng 2/3 lồng giặt. Còn chế độ giặt đồ len chỉ lên để khoảng 50% thể tích lồng giặt trở xuống. Để đó nâng cao cái hiệu quả giặt sạch cũng như là chăm sóc và bảo vệ sơ vải. Sau khi chọn một cái chương trình giặt phù hợp theo loại vải thì bạn có thể chọn thêm những cái option về nhiệt độ nước. Chiếc máy giặt này được trang bị cơ chế giặt nước nóng, nước lạnh. Khi bạn để chế độ giặt nước lạnh, nó sẽ mặc định nước đầu vào từ đầu đến cuối. Hoặc bạn có thể chọn 90, 60, 50, 40 hoặc 30 độ C. Khi bạn chọn chế độ giặt nước nóng thì máy giặt sẽ tự hâm nóng khoảng 5 đến 6 lít đầu tiên để hòa tan xà phòng. Còn lúc rũ xả nó sẽ trở về nước lạnh. Và tùy từng chương trình giặt mà bạn có thể chọn được những chế độ nước nóng khác nhau. Ví dụ, đối với những cái loại vải bền bỉ như vải cốt tông chẳng hạn, các bạn có thể chọn 90 độ như tôi vừa chọn. Còn những loại đồ mỏng hơn, ví dụ như đồ len chẳng hạn, đồ nhạy cảm chẳng hạn, các bạn thấy này, các bạn có chọn thoải mái thì nó cũng chỉ giới hạn tối đa là 40 độ C vì mục đích chăm sóc sợi vải, tránh hiện tượng co rút. Nếu quần áo của bạn mà giặt chỉ có một bộ, hai bộ công sở khá sạch thì bạn nên chọn chế độ giặt nhanh 15 phút là đảm bảo rồi. Trong trường hợp bạn giặt khoảng 3-4 bộ thông thường tương đối sạch thì bạn chọn chế độ giặt 39 phút, hoặc nhiều hơn bạn chọn chế độ giặt 60 phút.
Nếu là quần áo của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ có làn da nhạy cảm và thông thường trẻ con thì nó có thể bị do cái sự vệ sinh hay là sinh hoạt nó có thể đất cát, thì bạn chọn chế độ giặt em bé và nên chọn chương trình giặt 40 độ C khởi động chương trình Hygienic Care. Hygienic Care này tức là sau khi quá trình rũ, máy giặt nó sẽ phun hơi nước nóng trong vòng 60 độ C để tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc và tác nhân gây dị ứng có trong lông thú, lông mèo, từ đó bảo vệ cái làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ. Còn nếu trong trường hợp mà gia đình bạn có đông người, thậm chí là ba thế hệ giặt khoảng nhiều và đồ rất bẩn, tôi nói trường hợp bẩn nhất đi, thì bạn chọn một cái chế độ giặt cốt tông chẳng hạn, hãy chọn chế độ, đừng nên chọn 90 hay 60 gì độ C ghê gớm quá, chỉ cần chọn khoảng 40 độ C, khởi động chương trình diệt khuẩn, khởi động chương trình giặt sơ và khởi động chương trình xả thêm một lần. Cái chương trình xả thêm một lần này này, bởi vì khi bạn giặt nhiều quần áo và rất bẩn thì thông thường bạn sẽ có xu hướng cho nhiều xà phòng hơn. Thế thì cái máy nó phải vừa giặt sạch vết bẩn, vừa giặt sạch vi khuẩn và còn phải sạch hóa chất nữa. Thế thì khi đó bạn vui lòng chọn chế độ Extra Rinse xả thêm một lần, đảm bảo rằng giặt xong sẽ không còn mùi hóa chất. Nhân tiện đây thì tôi cũng nói thêm, tôi thấy có một số bạn phản hồi rằng em cho comfort vào trong máy giặt mà giặt xong nó không thấy thơm. Thực ra thì cái comfort ấy, cái việc của nó là để cho nó làm mềm vải, chứ còn giặt xong mà có mùi thơm hay mùi gì đó tức là cái khả năng giặt sạch của cái máy đấy nó hạn chế. Comfort hay xà phòng cũng là hóa chất tẩy rửa, khi không sạch thì nó mới có mùi, còn sạch rồi thì nó sẽ rất ít mùi. Còn để tạo ra mùi thơm cho quần áo thì nó có rất nhiều cách. Và một số bạn cũng thậm chí là tôi không nên cho cái giấy thơm vào trong quần áo. Một điều lưu ý nữa khi sử dụng, các bạn để ý này, đối với máy giặt cửa ngang tốc độ bùng phát lên đến hàng nghìn vòng một phút, vì vậy nhất định bạn phải sử dụng hóa chất chuyên dụng tạo ít bọt, và phổ biến nhất là các bạn cứ sử dụng nước giặt Ariel hoặc là Comfort. Đối với nước giặt, khi sử dụng nước giặt thì các bạn lật cái khay này xuống, nó có đã có sẵn rồi, thông thường bạn cho khoảng 60ml. Còn đối với trường hợp bạn sử dụng xà phòng bột cho máy cửa ngang, tôi nhấn mạnh là xà phòng bột cho máy cửa ngang chứ không phải xà phòng giặt tay, bởi vì xà phòng giặt tay nó sẽ tạo một cái cảm xúc nhiều bọt, nó sẽ dành hết cả ra. Thì lúc cho xà phòng bột thì các bạn lật nó lên như này và đóng vào đó. Và để đảm bảo cái khả năng giặt sạch về mặt lâu dài cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng thì các bạn nên để một chiếc khăn đâu đó vị trí gần chiếc máy giặt, để sau khi mẻ giặt kết thúc các bạn lấy quần áo ra thì vui lòng lau cái gioăng cao su này đi. Tôi thấy có rất nhiều những gia đình mà một vài năm không lau, thế thì khi giặt ít nhiều nó sẽ có một chút sơ vải và một chút nước nó sẽ đọng ở cái khay khe này, lâu ngày nó bị mốc đen cáu cạnh, thậm chí không thể lau sạch được nữa, khiến cho là phải đi thay răng cho nó đẹp thì nó rất là tốn kém, nó sẽ vào khoảng trên dưới 1 triệu. Điều lưu ý thứ hai, nó diễn ra hàng tháng thì là cứ trung bình sau khoảng 30 lần giặt thì các bạn cần vệ sinh cái ngăn xả cặn này. Nói đến cái ngăn xả cặn này thì tôi xin phép nói sâu hơn một chút. Các bạn nhìn vào trong cái lồng giặt này, lồng giặt của máy giặt cửa ngang nó sẽ gồm hai lớp, một lớp có lỗ thủng đây đúng không ạ? Vậy thì đương nhiên cách ra một đoạn khoảng 1cm nó sẽ phải có một lớp kín, nếu không nước nó chảy ra ngáng. Thế thì khi giặt thì những cái cặn đất bẩn nhỏ quá thì nó sẽ có cái bơm để nó đẩy theo cái đường nước thải vào ra ngoài. Còn những cái sạn to như là một số giấy lộn, giấy vụn hoặc là vỏ hướng dương nó cũng có thể bị chui vào đây. Thế thì ở dưới đáy nó có một cái chôn. Thế thì lâu ngày mà bạn không vệ sinh thì cái đấy nó cũng bị mốc bẩn và tạo ra mùi hôi. Thế thì lúc đó bạn vui lòng, bạn rút cái này ra. Đây tôi đang này, tôi thử cho các bạn xem. Bạn nó ra. Đó, bạn thấy nước chảy ra chưa? Đó. Ở đây thì tôi nói qua một chút. Đây là máy giặt mới 100%, tôi vừa mở hộp nhưng bên trong vẫn có khoảng 100ml nước, vì đấy là còn lại sau quá trình kiểm định chất lượng CKS trước khi xuất xưởng. Tôi thấy có một số những người anh em đi lắp máy giặt cho khách mà nó bị chảy nước ở đây ra, nó làm ướt cái vỏ thùng khiến cho khách hoàn toàn không yên tâm. Thực ra các bạn nên chở máy giặt theo tư thế thẳng đứng, còn khi bạn để nằm thì nước có thể chảy ra bên này khiến cho khách hàng tưởng lầm rằng đây là máy giặt đã qua sử dụng vì thế có nước,
Chứ thực ra là máy mới thì ở trong kiểu gì nó cũng có khoảng 100ml nước. Thì với một cái thời lượng ngắn này thì thôi giới thiệu sơ qua những gì quan trọng và cần thiết nhất. Ở trên kênh YouTube của chúng tôi thì đã có rất nhiều những cái video xử lý các cái sự cố từ khóa chạy em này kia đến đánh giá và tư vấn. Thì để được tư vấn mua sắm cũng như là hợp tác phát triển kinh doanh đại lý hay trong quá trình sử dụng máy giặt có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, kể cả máy sấy quần áo và điều hòa, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và cảm ơn các bạn.